Ngày 9 tháng 9 năm 2021 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị đoàn chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 4 và hội nghị Ủy ban Trung Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5 khóa 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị diễn ra với hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chủ trì hội nghị. Với nhiều nội dung quan trọng như đánh giá kết quả hoạt động trong các tháng đầu năm 2021 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tập trung vào các hoạt động tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời đưa ra 10 nội dung trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021 như tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và triển khai các chương trình triệu túi ăn xin, triệu bữa cơm, đồng thời phát huy tinh thần 3T, tiên phong, tương trợ, thích ứng cùng nhiều nội dung quan trọng khác, xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để phù hợp với tình hình hiện nay, củng cố và kiện toàn nhân sự của đoàn chủ tịch và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2019-2024, tăng số lượng ủy viên đoàn chủ tịch Trung Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từ 33 lên 34 đồng chí. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã được Ủy ban Trung Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hiệp thương vào vị trí Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2019-2024 thay cho đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cùng 3 đồng chí Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thay cho các đồng chí đã được phân công nhiệm vụ khác. Giới thiệu của Ban Bí thư hiệp thương giới thiệu.